bình nguyên vô tận. Hello, xin chào toàn thể anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube mình nha. Rồi, hôm nay thì tôi đi đường toàn xe ra đối đầu với vị tướng Zuka nhé mọi người. Mọi người cùng xem tôi đối đầu với kèo này như thế nào nha. Rồi, ok, bây giờ thì cứ ra gõ trước và kệ nó nhé mọi người. Không sao nhá. Đó, cứ cho nó combo mình cũng được. Rồi, à đây này, gấu ấy này. Nó cứ tưởng nó trên bụi cơ. Rồi đó, cứ kệ nó, giờ tôi trao đổi chiếc thức này đấy chưa. Rồi, úi rồi thôi. Nhân phẩm đấy chứ đâu. Trời ạ, đầu game. Đầu game gõ phát ra ba cái chí mạng gấu chắc về rồi mọi người ơi. Rồi khả năng gấu về rồi, tranh thủ ra nó tôi bô tôi lượm con chim nha. Đó. Mọi người thấy cái bảng tỷ lệ bạo cả bảng sức thương bạo của tôi chưa? Trời ơi, đầu game may thì nó ra được chí mạng thì ồ gấu chưa về mọi người ơi. Đó. Nhưng nó đi đâu á mà máu đầy cây rồi mọi người. Rồi, bây giờ thì kệ nó. Nè, gấu vào combo này. Cứ combo cho tôi. Đó, kiểu gì mà cũng lời máu à đó thấy chưa? Cho nó có hết combo rồi thì người đánh thường thôi. Nè, cho một tôi hồi nè. Rồi, bổ này. Đó, lời máu chưa? Rồi nha, từ từ nha, tôi tích chiều nhá, tôi có tốc biến nhá. Rồi, bộ này, đánh thường này, tốc biến này. Úi, trời ơi, ấn chậm rồi. Chán thật chứ, trời ơi, cái tay kìa. Rồi, không sao nhá mọi người. Trời ạ, ấn chậm quá, ấn nhanh tí thôi, giờ là có mạng rồi, tiếc ghê á. Rồi, nhưng không sao nhá. Rồi, chắc gấu về rồi thì tôi từ nhá. Đây này, đợi bao lính gần nhau này, gõ này mọi người. Đó, cái mẹo để farm lính nhanh nhá. Rồi, đó, bây giờ thì di chuyển xuống mid. Farm cái con quái ở giữa đường dòng nhé mọi người. Rồi, bây giờ đi xuống farm thôi. Ui mất rồi à. Từ từ đường dưới có cần giao tranh không? Rồi, thôi rách thôi mọi người. Lính sắp lên rồi, thôi bỏ nhé mọi người. Bây giờ di chuyển lên thôi. Giờ xuống dưới cũng chẳng làm được gì đâu. Tốn thời gian lắm. Đó, mọi người cứ di chuyển thôi. Không có gì cũng kệ, cứ di chuyển thôi. Lính nào cũng nó lên đâu đúng không? Mọi người di chuyển thì biết đâu mọi người lấy được sai của team bạn thì sao đúng không? Đó, lợi thế cho team mình. Có sao đâu đúng không? Rồi, bây giờ thì Zuka cũng lên cấp 4 rồi. Mọi người đánh cẩn thận xíu nha. Rồi, bây giờ thì đây, bộ lửa lướt này. Ui, không né được rồi, trời ơi, ăn nguyên combo đoạn đầu né. Ừ, hên quá, vừa né được ulti rồi. Rồi, bây giờ thì đây, qua lên đắp bụi này, có những cấu qua đây không, qua đây không. Rồi, lướt này. Ui, không né được cái choáng rồi. Rồi, ngó hết combo ulti con bò này nhá, tốc biến đi. Nè, ulti này, tốc biến. Ừ, rồi, ok, lấy được xì beo rồi nhá. Lấy được xì beo, đó là lời rồi. Đó, nói chung là cả hai thằng không có sợi beo thì cũng đỡ đúng không, mất công gấu nó, con gấu nó có tốc biến làm mấy pha tốc biến tôi đâu đỡ ở đâu đúng không, thôi nhiều nó pha nên là thôi tốt nhất lấy được sợi beo là lời rồi. Bây giờ chắc gấu về mọi người, bây giờ qua đây vô farm lấy nhá. Rồi nè, chém lấy. Ui ôi hết hồn máy, trời ơi, hên là tôi để lại chiêu đấy mọi người. Rồi mày này, thấy chưa mọi người, thấy chưa mọi người, thấy cái mẹo đánh con gấu chưa, cứ không bo chiêu một thôi mọi người, không bo chiêu hai là dễ toang máu đó mọi người, cứ không bo chiêu một thôi. Họ trao đổi trước bằng chiêu một nha. Rồi, bây giờ thì biến về thôi, chắc bằng gấu chắc biến về đó nha mọi người. Tôi sẽ quay tôi ăn con chim tôi biến về nha. Rồi, mọi người thấy lính lên chưa? Pha này tuyệt đối không ăn lính nha mọi người. Pha này tuyệt đối không phải là ăn lính nha, biến về thôi. Đó, mọi người đừng ăn, mất công tên bạn dừng bạn nó ganh nó phát thôi là mình không đỡ được đâu. Đó, bây giờ biến về đi. Gấu chắc nó lên trước rồi nhưng mà nó farm mình kiểu gì mình lên cũng kịp mà cho hai lính đánh nhau thôi. Mọi người mà ganh, mọi người mà ở lại pha đó farm nhiều pha nguy hiểm lắm, nên là tốt nhất cứ về nha. Rồi, thấy chưa? Kiểu gì cũng còn hai con à, đâu lỗ đâu. Rồi, nói chung là an toàn như hết đúng không? Rồi, bây giờ di chuyển này. Ui trời, vẫn còn 3 con nhưng mà 2 con đâu. Ho, lợi chưa? Rồi, bây giờ thì qua đây nhá, rừng mình đang ở đây ganh gấu với mình này. Rồi, không biết gấu đâu ta. Qua đây. Ui, gấu đi đâu rồi nhỉ? Ơ kìa, gấu đâu rồi? Nấp nó tiêu rồi. À, đây, anh xuống mít rồi mọi người ơi. Đây nhá. Pha này nấp đây nhá. Tích lũy tại chương 1 nhá mọi người. Đây tích lũy chương 1 này. Rồi, quân ông bắt đi. Rồi ulti đi, qua đây đợi sẵn gấu này. Rồi đánh qua đây. Trời ơi. Ho, nhiều pha. Nói chung là tôi thấy á mọi người đi top á, tôi thấy vẫn lên mang cái ma chú rồi là mang đấu khí mọi người ơi. Mà thôi đó là sở thích của tùy mọi người thôi, nhưng mà tôi vẫn thấy là nên đi top mang ma chú sẽ lợi hơn nhá, chứ mang đấu khí nhiều cái nó yếu lắm mọi người. Nó mang ma chú nhiều lúc mọi người solo kill nó lợi thế hơn nhiều, bởi vì mọi người có đam của ma chú đó mà. Rồi bây giờ thì từ từ nhé, để tôi soạn cái giáp biểu sĩ á. Nói chung là cứ nâng cái này đi chắc mọi người, tem nó hà thằng rừng nó cũng mà kiểu dạng cấu rỉa đam mà, nên là cứ nâng đi. Rồi gấu đã vào đây combo không. Rồi đó, này bộ này trời ơi, đa đam liền đó. Nhưng mà nếu mà cái trận này mọi người mà mang cái ngọc sinh giác thì đam cái chương 1 nó sẽ to hơn nhé, to hơn 8-8 nhiều á mọi người. Rồi bây giờ di chuyển xuống đây nhá. À, bắt thằng AD này, AD ủi rồi, AD bắt rừng luôn rồi. Rồi ê, mạng của mình đòi cái s
Rồi nhá, tôi lên lui nhá. Ấy, trời ơi, Ham lên farm lính chưa? Vừa nói đang định nói thằng Murat. Rồi, họ tính mất đột biến oan không? Ham có lính chi vậy trời? Úi dồi ôi, đập vào tường. Ui, lên, top lại, thằng gấu. Trời ơi, đi chuyển xíu, thằng gấu nó đụng mất nửa cái máu trụ rồi. Rồi, xong mất trụ mọi người ơi, mất trụ rồi mọi người. Rồi, thôi mất trụ rồi tạm nhá. Rồi, đánh thường này, solo kill này. Rồi, chém này, đánh thường này. Chém thôi, thôi, từ từ, tốc biến. Không được nha. Rồi, đây, hết triệu. Ui, hết triệu. Rồi, rồi, giết nó đi. Ừ, rồi, bỏ, ui, không ăn được. Trời ơi, mình đi qua đây lại, gấu nó bị mất phương hướng mọi người. Rồi, ok, bây giờ thì lên này xong rồi thì tôi sẽ nên lên để từ từ tôi xem coi. Về hồi máu ấy, chắc là trận này tôi cứ nên đam nhỉ. Đó, chắc là lên phước kiếm đi. Rồi, bây giờ thì di chuyển lên đây nhé mọi người. Đó, nói chung là lên phước kiếm tôi đang tính mà thôi, lên phước kiếm đi mọi người. Đó, nâng bây giờ mà lên cái áo chẳng mang giá thì bị lỗ mọi người. Bởi vì tôi đã nâng cái giáp hiệp sĩ của cái giáp băng rồi mà giờ mà nâng áo chẳng mang giá nó lỗ vàng lắm. Nên là thôi, đó, đây là nâng phước kiếm và nâng áo chẳng mang giá. À lộn, nâng cái kiếm băng nhá. Rồi, bây giờ thì đây nhà gắn gấu dám vô solo kill của tôi không hả? Tầm mày gấu mà vô là tôi vả cho đấy này, vả này, ulti combo luôn mọi người. Rồi đánh thường này, bổ chứ một này, đau chưa, chạy liền, trời ơi đó mọi người, solo gấu mọi người cứ cắm mặt mà đánh bằng combo chứ một rồi nhá, kiểu gì cũng lời. Gấu chưa về mọi người, từ nhá đợi nó vào nó combo nha. Rồi đánh nghe hết chiêu thì chết nha. Rồi ok, xin mạng siêu việt nha. Đó, ham đánh mình hết chiêu là coi như là gấu chết thôi. Trời ạ. Rồi, bây giờ thì lấy cái trụ của tên bạn rồi phá nó là lính nhá, rồi di chuyển vào rừng thằng Murat nha. Đó, khả năng thằng Murat nó ăn bồ đỏ rồi mọi người. Thế là tôi tranh thủ lấy luôn quái này, nó mới ra mà. Rồi, bây giờ thì di chuyển cùng với tem nhá. Từ, tem đánh từ nhá. Trận này tôi ép top nó nhưng mà sao mà hết tem tôi chật vật đấy nhỉ. Trời ơi, 11-10. Trận này có vẻ căng não đấy nhỉ. Rồi. Trời ơi, thằng người thấy ở đây đúng không? Trời ơi, ăn 6-1, 6 mạng luôn. Trời ơi, nể luôn. Rồi, kể đi, bây giờ thì tôi di chuyển vô ăn con tàn nha. Trời ơi, không biết ăn kịp không nữa. Chắc kịp đấy, đối với tôi kịp đấy, nhưng mà tôi lên ơi, vô phụ mình đi. Bố ơi, bỏ đi, trời ơi, vô phụ con tàn đi, trời ơi. À thôi, chắc khỏi cần đi, kiểu gì tôi cũng ăn kịp mọi người. Không đi nó cho nhanh này. Rồi, bỏ này, rồi này, né này. Ui, không né được, hất tung thôi. Rồi, bộ này. Rồi ok, xin con tà thần nha. Tem bạn ăn con rồng thì tôi phải tranh thủ ăn lại con tà thần nha. Dừng mình hơi ít mục tiêu mọi người ơi. Rồi, bây giờ thì kể tem thủ ấy, tôi cứ việc là tôi đẩy đường của tôi cao lên nhá, xong rồi tí di chuyển cùng tem sau. Làm thì cái đường của tôi phải lính cao xíu, nó đánh cho dễ nhá. Rồi, thằng gấu ở đâu rồi ta? Ấy à đây, vừa nói thằng gấu xong. Rồi, xong cái phước kiếm nhá. Bây giờ tôi biến về nhá mọi người. Hết mana rồi, tối nhận biến về. Rồi, cái món tiếp theo tôi sẽ nâng cái đó để cắm cái khiên nó chuyển nhá mọi người, cho nó trâu. Thấy trận này mà tôi có khiêng rồi thì thằng Yuka đánh gãy tay không chết mọi người. Nói chung là nâng thủ thì cũng đỡ mọi người, nâng đam nhiều lúc con Yuka nó cũng nâng full đam, nó combo mình cũng chết như thường ấy, đừng có đùa nha. Bây giờ này bộ đánh, bộ đánh thường này, ui lui rồi trời ạ. Ui ôi ôi, con Gidu nó bắn một phát kìa, đau thế không biết. Rồi, thằng mu rồi, xong mày chết rồi con ạ, tốc biến này. Rồi, bộ này, đánh thường này, chạy đi đâu, trời ơi, bắt bóng liền. Thấy cái mặt là bắt bóng liền, rồi, ok, lên cấp 12 nhá mọi người. Đó, tem tôi ăn được gấu, ghề gấu, bay vô bắt tem, nhưng mà rất tiếc là tem tôi vẫn hên hơn nha. Rồi, từ bình tĩnh, chết giờ. Trời ơi, mấy ông ơi, ít máu đừng có ham quá, nhiều lúc chết mạng sàm sàm cái né con đi đu bắn cái chết. Ui trời ơi ông ơi đệ, ê chạy được không? Ui trời ơi ông ơi đệ ơi, để chủ bắn thế này. Ê cẩn thận, từ nhá. Hay quá, vẫn ăn được con tà thần, hên quá. SB ơi, trời ơi, hên quá, có cái ulti của SB có xém nó pha nó mất tà thần mà. Thế là tôi còn sống mọi người. Chứ tưởng cái pha đó mà mất mạng nữa thì thôi. Đấy mọi người thấy chưa? Rồi combo này, ao nhây này, bộ này đánh thường này, bộ rồi chết. Đó mọi người thấy việc tôi có cái khiêng chưa? Thành Yuka pha đó còn một tí máu, Yuka thấy nhảy công ty tôi có mất cái tí siêu máu không? Rồi bây giờ để tôi xem nên nâng cái hơn lên cho chứ hay nâng cái khiêng nhỉ? Tử nha, chắc nâng cái khiêng trước mọi người. Bây giờ thì tôi bán cái giày giáp đi nhá, bán giày giáp vì nâng cái giày kim cương nhá.
tầm này nên lên tức nhất là lên lên cái giải kinh cường nha. Mắc công Gidu xích cái là khó chạy nên nó dồn chết đấy đó, nên là lên giải kinh cường nha. Có Gidu thì mọi người nên lên giải kinh cường mới chơi được nha. Rồi bây giờ thì di chuyển qua đây đấy. Thằng mu làm gì đấy? Ô chạy không? Ôi ôi khổ chết rồi, rừng mình vẫn bị ao nhây mọi người ơi, chán thế, xui thế. Ui mù đã vẫn ao nhây được rừng mình, hay thật chứ. Rồi bây giờ thì tranh thủ lượm xíu quái nhá, cái bít vàng nhá mọi người. Tầm này tôi đang cố gắng đổ nhiều xíu cho nó mạnh đúng không. Rồi xin combo đó nha, ok thank you AD. Đó trận này tôi đúng kiểu gánh team đó mọi người, team tôi 16-12 tôi chưa chết bằng nào nữa. Rồi từ từ nhá, bình tĩnh nhá. Đó trong khi tôi toàn đánh lẻ chứ, mạng này tôi toàn kêu lẻ không mà thế mà tôi vẫn ăn được 7-0 đấy. Rồi bây giờ đây, ui lộ sai rồi mọi người ơi, chán thế. Pha này nhìn lính mà lộ sai tiêu rồi, pha nó không lộ sai là khả năng là hàng AD lên bảng điểm số rồi đó, bởi vì tôi đang có tốc biến mà đó, nên là đi top, thường đi top là có cái tốc biến nó nhiều pha dễ chơi hơn nhá mọi người, kiểu áp sát được hàng AD bạn là có nhà AD bạn chết rồi, sao AD bạn thoát được rồi đúng không. Rồi bây giờ thì từ nhá, nên né Murat nha, nó có vào nó combo đấy, nó ảo chạm một cái mất 8 máu giờ. Rồi từ từ bình tĩnh. Rồi bây giờ lên phao nhá. Rồi nè chạy đâu. Đó, nói chung là cứ né một đát đây, mọi người hạn chế mất máu nha. Đó, tranh thủ tem ho đang đánh nhau ở kia thì tôi sẽ lượm màu đỏ nha. Không cho Slim ăn màu đỏ, nói chung là tem bạn màu đỏ thì nhiều cái nó bất lợi, mọi người ném bị chậm chậm á, khó chịu lắm. Đó, nên là tốt nhất là kệ đi. Ê, Zuka nó ẩu kìa. Trời ơi. Đây, bắt thằng AD nhá mọi người. Rồi, combo này, bộ này. Rồi, ui không bắt được rồi mọi người, hết chiêu rồi. Chiêu tôi chưa hồi được. Rồi từ nhá, bình tĩnh nha. Đó. Đây này, thằng Murat này, Murat này. Đốt này, ulti này. Ui, không đủ tầm rồi. Phát đủ tầm là khả năng Murat nó cấu được 8 móc của Murat rồi. Rồi. Bây giờ thì đây tranh thủ lượm cái chủ anh em. Ê, thằng này ẩu này. Trời ơi, thanh niên rát. Làm gì trời? Trời ạ, à, để luôn. Rồi. Đó, tranh thủ cố gắng lấy được ê, thằng Murat nó mất ủa, ảo chạm kìa. Tới nhá, bình tĩnh nha. Ừ, hay quá, tụi len chết quán rượu chết FB rồi. Rồi ok bây giờ lấy cái trụ nha, không biết pha này win đấy không ta, khả năng win rồi. Rồi đây này, né tới nhá, từ nhá con đầu con mắt ơi, từ đây bắt Luka này. Rồi Luka chết luôn rồi, ok khả năng trận đấu này win đấy rồi nha. Ok cảm ơn anh em đã coi clip nha, nếu thấy hay thì nhớ đừng quên cho xin một like subscribe của kênh tôi nha. Rồi ok cảm ơn anh em rất là nhiều nha, bye bye anh em, hẹn em ở clip sau nha. Đó.